Chiều ngày 5 tháng 7, lễ tang của nạn nhân TQH, 22 tuổi, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, cô gái bị bắn tử vong đã được tổ chức tại nhà tang lễ thành phố. Những người thân, bạn bè của gia đình nạn nhân lặng lẽ dâng hương, nhiều người không cầm được nước mắt bởi H còn quá trẻ, còn rất nhiều hoài bão, ước mơ dang dở chưa thực hiện được. Mới đây, mạng xã hội đang lan truyền đoạn clip ghi lại khoảnh khắc bạn trai của H khóc nghẹn bên linh cữu của cô. Trước khi rời đi, chàng trai hôn lên áo quan, giơ tay vẫy chào như lời tiễn biệt H lần cuối. Chứng kiến khoảnh khắc này, nhiều người không khỏi xót xa. Theo Công an thành phố Hà Nội, khoảng 19h30 phút ngày 2 tháng 7, chị H cùng một số bạn dự sinh nhật. Tại phường Bưởi, quận Tây Hồ, đến khoảng 1 giờ ngày 3 tháng 7 cùng ngày, cả nhóm di chuyển về nhà một người bạn tại tổ 3 phường Thượng Thanh, quận Long Biên. Sau đó, nhóm Vũ Thành Quang, sinh năm 1994, trú tại Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Đinh Xuân Sáng, sinh năm 1984, trú tại Thanh Nguyên, Thanh Liêm, Hà Nam, cũng đến đây chơi. Khi nhóm của Quang về, Sáng ra về trước, một người trong nhóm của chị H đã có lời nói gây mâu thuẫn với nhóm của Sáng. Về đến nhà Sáng, Sáng và Quang nói chuyện với nhau về sự việc trên và tỏ thái độ bực tức, rồi gọi cho Nguyễn Xuân Đạt, sinh năm 1991, trú tại Cửa Đông, Hoàn Kiếm, Hà Nội, rủ đi đánh nhau với nhóm của chị H. Cả ba lên xe ô tô, mang theo súng, kiểu súng bắn đạn bi, quay lại quận Long Biên. Khi gặp nhóm chị H, Sáng bảo dừng lại nói chuyện, nhưng nhóm chị H bỏ chạy. Sáng điều khiển xe ô tô, đuổi theo đến ngõ 264 đường Ngọc Thụy thì gặp xe máy chở chị H. Sáng dùng súng tấn công về phía nhóm chị H. Sau khi gây án, các đối tượng bỏ trốn. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến khoảng 18 giờ ngày 3 tháng 7, các đơn vị trong công an thành phố đã bắt giữ đối tượng Vũ Thành Quang tại Nam Định khi đối tượng đang trên đường bỏ trốn vào thành phố Hồ Chí Minh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến 18 giờ ngày 5 tháng 7 năm 2024, đối tượng Nguyễn Xuân Đạt đã đến phòng cảnh sát hình sự đầu thú. Hiện Giám đốc Công an thành phố đang chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra, truy bắt đối tượng Đinh Xuân Sáng để làm rõ vụ việc, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Công an thành phố Hà Nội yêu cầu đối tượng Đinh Xuân Sáng ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật. 5 đối tượng đi xe máy dùng tuyết sắt tấn công 2 thanh niên trên đường nhưng không trúng. Tuy nhiên trước sự truy đuổi, 2 thanh niên phải phóng xe bỏ chạy và bị ngã ra đường khiến một người tử vong. Ngày 6 tháng 7, Công an thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình cho biết đã ra quyết định tạm giữ để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng gây hậu quả nghiêm trọng đối với Dương Minh Tuấn, sinh năm 2007, ở thôn Lai Cát, xã Quỳnh Lưu, huyện Nho Quan, Nguyễn Thế Thuận, sinh năm 2007, ở xóm 1, xã Tân Thành, Trần Thế Vinh, sinh năm 2007, ở xóm 6, xã Tân Thành, Phạm Thành Đạt, sinh năm 2007, ở xóm 3, xã Tân Thành, huyện Kim Sơn và Nguyễn Đức Phóng, sinh năm 2008, ở thôn Trung An, xã Yên Phong, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Quá trình điều tra ban đầu, các đối tượng khai nhận do cùng làm nhân viên phục vụ tại một nhà hàng ăn uống tại phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình, nên khoảng 22 giờ ngày 3 tháng 7, Dương Minh Tuấn đã rủ các đối tượng Thuận, Vinh, Đạt, Phóng hết giờ làm việc, mang theo tuyết sắt đi lượn lờ gây sự ẩu đả. Khoảng 22 giờ 30 phút, Tuấn đi tìm hai đoạn sắt, dù 4 đối tượng kia đi trên 2 xe máy phóng sang tỉnh Nam Định, tìm cớ gây sự với thanh niên đi trên đường nhưng không đánh được ai nên quay về. Sau khi lượn lờ trên một số tuyến đường của thành phố Ninh Bình, 5 đối tượng vòng ra tuyến đường thuộc khu vực cổng Tam Quan, phường Tân Thành, thành phố Ninh Bình, phát hiện có 2 thanh niên đi trên một xe máy nên đã đuổi theo gây sự. Các đối tượng dùng đoạn sắt mang theo để tấn công 2 thanh niên trên nhưng không trúng. Tuy nhiên trước sự truy đuổi của các đối tượng, 2 thanh niên kia phóng xe bỏ chạy và bị ngã văng ra đường. Sau đó các đối tượng bỏ chạy và trốn lên thành phố Hà Nội. Tuy nhiên khi nghe tin một trong 2 thanh niên bị họ tấn công đã tử vong và bị lực lượng công an truy tìm gắt gao nên đã về công an thành phố Ninh Bình đầu thú. Thưa quý vị, liên quan đến vụ cháy nhà xưởng bao bì rộng hàng nghìn mét vuông ở thành phố Phúc Yên vừa qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc cho biết vào thời điểm trước đó, cơ quan đã ra quyết định xử phạt 180 triệu đồng, đình chỉ hoạt động nhà xưởng này vì nhiều lỗi vi phạm trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy. Cụ thể, vào sáng ngày 5 tháng 7, lực lượng chức năng đã phong tỏa nghiêm ngặt hiện trường vụ cháy xảy ra lúc 21 giờ đêm qua tại cơ sở sản xuất kinh doanh nhựa và bao bì ở số 153 đường Trần Phú, phường Trưng Nhị, thành phố Phúc Yên. Được biết địa điểm xảy ra hỏa hoạn được chủ xưởng bao bì thuê lại từ một công ty khác có trụ sở tại thành phố Phúc Yên. Mặt trước nhà xưởng này cách khu dân cư khoảng 10 mét, phía sau nhà xưởng được xây tường gạch bao quanh. Vụ hỏa hoạn đã khiến xưởng sản xuất rộng cả nghìn mét vuông với 3 dãy nhà cùng nhiều vật liệu, phương tiện, máy móc bị thiêu rụi hư hỏng. Bước đầu xác định vụ cháy không gây ra thiệt hại về người.
Theo báo cáo nhanh của Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Vĩnh Phúc, cơ sở kinh doanh sản xuất bao bì trên có nhiều vi phạm về phòng cháy chữa cháy. Cụ thể, tại biên bản kiểm tra lập ngày 11 tháng 6 năm 2024, lực lượng chức năng xác định cơ sở có 5 vi phạm tồn tại như sau. Thứ nhất, chủ cơ sở không bố trí người có thẩm quyền, trách nhiệm làm việc với người có thẩm quyền kiểm tra khi đã nhận được thông báo về việc kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Hai là, chủ cơ sở đưa hạng mục công trình vào sử dụng hoạt động khi chưa có giấy chứng nhận hoặc văn bản thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy. Ba là, cơ sở thuộc diện phải mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc nhưng không mua theo quy định. 4 là cơ sở không xây dựng phương án chữa cháy, phương án cứu nạn cứu hộ. 5 là cơ sở không đầy đủ phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở theo quy định. Với 5 lỗi vi phạm trên, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ đã lập biên bản vi phạm hành chính và tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định xử phạt hành chính số 868 ngày 21 tháng 6 năm 2024 với tổng số tiền là 180 triệu đồng, đồng thời ban hành quyết định tạm đình chỉ hoạt động đối với nhà xưởng này. Trước đó vào khoảng 21 giờ ngày 4 tháng 7, vụ cháy đã nhanh chóng bao trùm toàn bộ khu nhà xưởng bao bì ở phường Trưng Nhị, thành phố Phúc Yên. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ tỉnh Vĩnh Phúc đã huy động hơn 10 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ tới hiện trường dập lửa. Đến 22 giờ 40 phút, lửa vẫn bốc lên cuồn cuộn tại khu vực nhà xưởng, có nguy cơ lan sang dãy nhà dân ở bên cạnh. Hàng trăm người dân cùng công an quân đội đã sơ tán đồ đạc, tài sản ở các nhà dân sang bên đường đối diện đề phòng cháy lan. Lãnh đạo phường Trưng Nhị cho biết vụ việc không ghi nhận thiệt hại về người. Tuy nhiên công tác chữa cháy tại thời điểm đó gặp nhiều khó khăn do bên trong là các vật dụng dễ bắt lửa, nhiệt lượng cao. Trong một diễn biến liên quan, vào khoảng hơn 22 giờ ngày 3 tháng 7, ngọn lửa bùng lên ở nhà xưởng của công ty cổ phần khu công nghiệp Nam Tân Uyên nằm trên đường N2 thuộc khu công nghiệp Nam Tân Uyên, phường Khánh Bình. Chỉ trong vài phút, ngọn lửa đã lan ra cả nhà xưởng rộng hàng ngàn mét vuông, tạo ra một vùng cháy đỏ rực trong đêm. Nhận tin báo, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh Bình Dương đã huy động 17 xe chuyên dụng cùng 100 cán bộ chiến sĩ tới hiện trường. Hàng loạt xe chữa cháy của các huyện, thị xã, thành phố tại Bình Dương cũng đã được điều động để chi viện phun nước dập lửa. Do hiện trường rộng, bên trong chứa các chất dễ cháy như gỗ, bao bì, vải, nên quá trình dập lửa gặp rất nhiều khó khăn. Đại tá Nguyễn Thanh Điệp, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, trực tiếp chỉ huy chữa cháy tại hiện trường. Tới rạng sáng ngày 4 tháng 7, cảnh sát đã khống chế được ngọn lửa, đồng thời tiếp tục phun nước để dập tắt hoàn toàn. Bước đầu Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh Bình Dương xác định vụ cháy không gây ra thiệt hại về người. Tuy nhiên khoảng 2.000 m2 trong khu nhà xưởng rộng 6.000 m2 bị lửa thiêu rụi. Nhiều tài sản đã cháy hoàn toàn, nhà xưởng đổ sập. Lực lượng chức năng đang thống kê thiệt hại do vụ cháy gây ra. Sau những vụ cháy kinh hoàng kể trên, có thể thấy trong thời gian qua, tình hình cháy nổ trên cả nước có chiều hướng diễn biến phức tạp, khó lường, liên tiếp xảy ra các vụ cháy gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về người và tài sản. Đáng chú ý, nhiều vụ cháy nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ, nhà ở riêng lẻ kết hợp với sản xuất kinh doanh. Theo đánh giá từ cơ quan chức năng, nguyên nhân chủ yếu là điều kiện cơ sở hạ tầng về giao thông, nguồn nước còn nhiều bất cập, quy hoạch thiếu đồng bộ. Tại một số nơi, chính quyền địa phương còn buông lỏng, chưa làm hết trách nhiệm trong việc quản lý nhà nước về xây dựng, phòng cháy chữa cháy. Đáng chú ý, tình trạng vi phạm quy định pháp luật về trật tự xây dựng, phòng cháy chữa cháy còn phổ biến. Đơn cử như tại các nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ, chung cư mini, chủ nhà tự ý thiết kế nâng tầng, xây dựng, cải tạo, chuyển đổi công năng không đảm bảo các điều kiện về an toàn phòng cháy chữa cháy, nhất là các điều kiện an toàn về thoát nạn, ngăn cháy, không trang bị các phương tiện chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, sẵn sàng xử lý khi có sự cố xảy ra. Bên cạnh đó, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh về phòng cháy chữa cháy đối với một số đối tượng nhà và công trình còn chưa đầy đủ, đồng bộ. Do đó, tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15 vừa qua, thực trạng nêu trên nhận được sự quan tâm của nhiều đại biểu Quốc hội. Theo nhận định của các đại biểu, mô hình nhà ở kết hợp với sản xuất kinh doanh là phương thức sống của một bộ phận người dân ở các đô thị, nhất là ở các thành phố lớn. Nguy cơ cháy nổ đối với loại hình nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh cao hơn những nhà ở thông thường, do vậy việc phòng cháy chữa cháy đối với đối tượng này cần phải đặc biệt quan tâm. Một trong những biện pháp quan trọng giảm đến mức thấp nhất tình trạng cháy nổ hiện nay là người đứng đầu cơ quan đơn vị cần nêu cao tinh thần trách nhiệm trong phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn. Theo nhận định của hầu hết các đại biểu Quốc hội, dù đã đề ra nhiều nhiệm vụ, biện pháp cụ thể, tuy nhiên việc lơ là, thiếu kiểm tra đôn đốc nhắc nhở của người đứng đầu công tác phòng cháy dễ dẫn đến hậu quả đáng tiếc. Do vậy, ràng buộc trách nhiệm đối với người đứng đầu trong nhiệm vụ phòng cháy chữa cháy là rất cần thiết và cần được bổ sung trong Luật Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ năm 2024. Mặt khác, trách nhiệm quản lý phòng cháy chữa cháy phải từ thành phố, quận, phường, khối phố và lực lượng chuyên ngành. Cần phân biệt danh mạch rõ ràng cụ thể trách nhiệm của người đứng đầu và trách nhiệm của cấp cơ sở để khi sự việc xảy ra,
việc quy trách nhiệm sẽ cụ thể, khách quan, công tâm hơn. Các cơ quan chức năng ngoài việc siết chặt công tác thiết kế, cấp phép, thẩm định xây dựng các công trình, cần thường xuyên kiểm tra, rà soát hệ thống phòng cháy chữa cháy của các chung cư nói trên, chung cư mini, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh sau khi đã đưa vào sử dụng. Kiên quyết xử lý và kiểm soát tất cả các khu vực xây dựng cấp phép không đúng, sắp xếp lại trật tự những khu vực dân cư có khả năng xảy ra cháy nổ một cách quyết liệt, đồng bộ, không thỏa hiệp. Quá trình rà soát những địa điểm, đối tượng, cơ sở dễ phát sinh cháy, không đáp ứng được những điều kiện quy định về phòng cháy chữa cháy, thì phải kiên quyết yêu cầu dừng hoạt động sản xuất kinh doanh, chú trọng phòng cháy hơn là chữa cháy, phòng từ sớm từ xa, không để mất bò mới lo làm chuồng, chấm dứt tình trạng sau mỗi vụ hỏa hoạn thương tâm đều diễn ra kịch bản đầy đủ các cấp chính quyền nhắc nhở, nâng cao ý thức về phòng cháy chữa cháy, nhưng trên thực tế, các vụ cháy thì vẫn tiếp tục xảy ra. Kỳ họp lần này cũng khẳng định việc phòng cháy chữa cháy là trách nhiệm của toàn dân, do vậy công tác không chỉ là của riêng cơ quan phòng cháy. Cần phải tăng cường tuyên truyền vận động để người dân hiểu biết, nâng cao tinh thần trách nhiệm phòng cháy, đồng thời hướng dẫn kỹ năng phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ cho người dân, nhất là các cơ sở, địa điểm có nguy cơ cháy nổ cao. Do đó, để chủ động phòng ngừa ngăn chặn tình hình cháy nổ, hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy nổ gây ra, Thủ tướng Chính phủ vừa ký chỉ thị 19 CTTT ngày 24 tháng 6 năm 2024 về tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy đối với nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ, nhà ở riêng lẻ kết hợp sản xuất kinh doanh. Theo đó, tập trung rà soát sửa đổi, bổ sung hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về phòng cháy chữa cháy đối với các đối tượng nêu trên, bao gồm cả nhà ở cho thuê trọ, xây dựng thực hiện đồng bộ quy hoạch hạ tầng phòng cháy chữa cháy gắn với quy hoạch ngành, lĩnh vực, địa phương, xây dựng mạng lưới giao thông, cấp nước, thông tin liên lạc, đáp ứng yêu cầu phục vụ công tác phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn. Yêu cầu nữa được đặt ra là tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, phát hiện và có biện pháp xử lý khắc phục kịp thời sơ hở, bất cập trong công tác phòng cháy chữa cháy nhằm phòng ngừa, ngăn chặn triệt để các nguyên nhân, điều kiện dẫn đến cháy nổ đối với loại hình nhà ở này. Thưa quý vị, vừa qua, vụ thiếu nữ 22 tuổi bị bắn tử vong ở Hà Nội đang khiến dư luận không khỏi xôn xao. Với hành vi man dợ, liệu hung thủ ra tay với cô gái trẻ này sẽ đối diện với tội danh nào? Mời quý vị và các bạn hãy cùng chúng tôi lắng nghe ý kiến luật sư ngay sau đây. Ngày 5 tháng 7, liên quan đến vụ cô gái 22 tuổi bị bắn tử vong, một lãnh đạo công an thành phố Hà Nội cho biết đơn vị đã bắt giữ một nghi phạm và đang tiếp tục truy xét những đối tượng liên quan. Theo vị lãnh đạo, nghi phạm này bị bắt tại tuyến đường thuộc tỉnh Nam Định và đã được di lý về công an thành phố Hà Nội để đấu tranh, lấy lời khai phục vụ công tác điều tra. Theo thông tin ban đầu, tối ngày 2 tháng 7, tại phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà Nội, cô gái QH, sinh năm 2002, trú tại phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, đi dự sinh nhật bạn cùng bạn trai. Đến rạng sáng ngày 3 tháng 7, H bất ngờ bị một thanh niên trong nhóm được mời đến sinh nhật dùng súng bắn vào chỗ hiểm, dẫn đến tử vong. Nhà chức trách cho biết, cô gái bị thương ở tay, được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi. Bước đầu, nguyên nhân tử vong được cho là đạn bi chạy theo cơ bắp tay vào phổi. Kể lại thời điểm H xin đi dự sinh nhật cho đến khi nhận tin con gái gặp nạn, bà Quy, mẹ nạn nhân, vội gạt nước mắt chia sẻ. Tối hôm 3 tháng 7, H có xin bà đi dự sinh nhật một người bạn cùng người yêu nên bà đồng ý. Tối muộn không thấy con gái về nên bà có điện cho H. Lúc đó H nói xin về muộn, bà chần chừ một lúc rồi đồng ý và khuyên con về sớm. Sau đó, bà tắt máy đi ngủ. Khoảng hơn 5 giờ sáng cùng ngày, bà Quy nhận được tin H gặp nạn. Bà Quy nghẹn ngào cho biết, lúc đầu mọi người chỉ nói con bị tai nạn đang nằm ở bệnh viện. Đến nơi thì thấy chân tay con tím tái. Lúc đó, bà mới biết tin con không qua khỏi do bị trúng đạn. Anh Trần Quốc Việt, anh trai nạn nhân ở phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội tâm sự. H làm nghề bán hàng online. Gia đình chỉ có 2 anh em. Anh Việt hơn H 10 tuổi. Hai anh em rất thân thiết, quý mến nhau. Cũng theo anh Việt, H sống hiền lành, biết điều nên được mọi người rất quý mến. Ở nhà, H đều chu toàn mọi việc. Được biết, tang lễ của H sẽ được tiến hành lúc 14h30 phút ngày 5 tháng 7 tại nhà tang lễ 125 Phùng Hưng, phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Nạn nhân sẽ được hỏa táng tại đài hóa thân Hoàn Vũ, xã Văn Điểm, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Theo dõi sự việc, luật sư Nguyễn Anh Thơm, trưởng văn phòng luật sư Nguyễn Anh, đoàn luật sư thành phố Hà Nội nhận định, tính mạng con người là điều cao quý nhất. Mọi hành vi xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe người khác trái pháp luật đều bị xử lý nghiêm minh. Luật sư Thơm cho hay, xét hành vi phạm tội của đối tượng, chỉ vì mâu thuẫn trong tiệc sinh nhật, hung thủ đã chuẩn bị đạn bi, bắn trúng nạn nhân QH khiến thiếu nữ tử vong. Hành vi này đủ cấu thành tội sát hại người. Tội danh và hình phạt được quy định tại điểm N khoản 1, điều 123 Bộ luật hình sự.
Ngoài ra, cơ quan điều tra sẽ xem hành vi đối tượng sử dụng súng tự chế bắn đạn bi sắt. Đây là loại vũ khí rất nguy hiểm tính mạng khi bắn ở cự ly khoảng cách gần. Cũng theo luật sư Thơm, nếu kết quả giám định đạn bi sắt trên cơ thể nạn nhân được bắn ra từ loại vũ khí tự chế có tính năng, tác dụng như vũ khí quân dụng, thì đối tượng phải chịu trách nhiệm hình sự về tội tàng trữ vũ khí quân dụng theo quy định tại Điều 304 Bộ Luật Hình sự. Với sự chỉ đạo quyết liệt của Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, chủ công là đội điều tra trọng án Phòng Cảnh sát Hình sự Công an quận Long Biên cùng các đơn vị nghiệp vụ, thì đối tượng gây án nhất định sẽ phải quy án, xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật vì sự bình yên của thủ đô Hà Nội. Trước đó, vụ dùng súng bắn người kinh hoàng tại tiệc sinh nhật ở Long An cũng gây rúng động dư luận. Tại phiên tòa ngày 7 tháng 6, có 14 bị cáo bị xét xử về các tội sát hại người, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và che giấu tội phạm. Chiều ngày 7 tháng 6, Tòa án Nhân dân tỉnh Long An đã tuyên án vụ dùng súng bắn người trong tiệc sinh nhật, khiến một người tử vong, hai người bị thương tại địa bàn xã Mỹ Phú, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An. Theo cáo trạng, xuất phát từ mâu thuẫn với nhóm Lê Quang Trong, Nguyễn Văn Nhẫn, tối ngày 14 tháng 8 năm 2022, Nguyễn Hồng Anh gọi đối tượng Thạch Thay mang một khẩu súng nòng ngắn và một túi da đựng một khẩu súng ngắn dạng ổ xoay đến đưa cho mình. Võ Thành Hưng tự trang bị sẵn một khẩu súng ngắn dạng ổ xoay do Hưng đặt mua trên mạng. Sau đó các đối tượng gồm Nguyễn Hồng Anh, Hà Hữu Vũ Minh Luân, Võ Thành Hưng, Huỳnh Minh Sang, Nguyễn Kỳ Vị, Nguyễn Sĩ Nghiêm, Phan Thanh Nhàn, Trần Võ Khánh Duy tụ tập, trao đổi, tìm cách bắt nhóm của Trong và Nhẫn. Sau khi bàn bạc xong, Hà Hữu Vũ Minh Luân sai Trần Võ Khánh Duy điều khiển xe mô tô, chở Võ Thành Hưng ngồi sau cầm theo hai khẩu súng, cùng thanh niên tên Tài Lê không rõ nhân thân, chở Huỳnh Minh Sang cầm khẩu súng nòng dài đi tìm nhóm của Trong và Nhẫn. Do trên đường đi gặp công an đi tuần, nên Huỳnh Minh Sang vứt súng ở ven đường. Cả nhóm không tiếp tục đi bắn Trong và Nhẫn, mà lên kế hoạch sẽ bắn trong tiệc sinh nhật của Nhẫn vào tối hôm sau. Khoảng 20 giờ 15 phút ngày 15 tháng 8 năm 2022, tại trại nuôi gà của Hà Hữu Vũ Minh Luân ở xã Mỹ Phú, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An, các đối tượng gồm Luân, Hồng Anh, Nghiêm, Nhàn, Nguyễn Kỳ Vị, Khánh Duy, Phạm Văn Nhân, Hồ Đăng Quang thống nhất bàn bạc, trang bị súng tự chế, áo mưa, phương tiện và phân công người đi đến tiệc sinh nhật của Nhẫn để bắn nhóm của Trong và Nhẫn. Theo đó, Hồ Đăng Quang chở Nguyễn Kỳ Vị, Trần Võ Khánh Duy chở Phạm Văn Nhân đến trước nhà Nhẫn, rồi giảm tốc độ để Nguyễn Kỳ Vị và Phạm Văn Nhân ngồi sau dùng súng hoa cải bắn thẳng vào bàn tiệc. Lúc này tại nhà Nhẫn đang tổ chức 3 bàn tiệc với khoảng 25 đến 30 người tham dự. Vụ bắn súng khiến anh Nguyễn Phương Duy tử vong, anh Nguyễn Minh Trường bị thương tích 50% và Huỳnh Long Hội bị thương tích 6%. Trong vụ án này, có 14 bị cáo bị xét xử về các tội sát hại người, tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và che giấu tội phạm. Các bị cáo Nguyễn Hồng Anh, Hà Hữu Vũ Minh Luân, Nguyễn Kỳ Vị, Trần Võ Khánh Duy, Nguyễn Sĩ Nghiêm, Phan Thanh Nhàn, Võ Thành Hưng, Phạm Văn Nhân, Hồ Đăng Quang, Huỳnh Minh Sang bị truy tố tội sát hại người. Các bị cáo Phạm Văn Nhân, Nguyễn Kỳ Vị bị truy tố tội tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Bị cáo Nguyễn Hồng Anh, Hà Hữu Vũ Minh Luân, Nguyễn Sĩ Nghiêm, Phan Thanh Nhàn, Trần Võ Khánh Duy, Thạch Thay, Võ Thành Hưng, Huỳnh Minh Sang, Trần Thanh Hiếu, Nguyễn Tiến Thành bị truy tố tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Hai bị cáo Nguyễn Tiến Thành và Nguyễn Hoàng Huy bị truy tố về tội che giấu tội phạm. Các bị cáo đều ngụ tỉnh Long An. Riêng bị cáo Nguyễn Kỳ Vị có hộ khẩu tại huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Hai bị cáo Nguyễn Hồng Anh và Hà Hữu Vũ Minh Luân được xác định phạm tội với vai trò là người chủ mưu tổ chức, xúi dục, đồng thời là người giúp sức tích cực. Các bị cáo còn lại thực hiện hành vi phạm tội với vai trò thực hành, giúp sức tích cực. Tại phiên tòa, hội đồng xét xử tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Hồng Anh, Hà Hữu Vũ Minh Luân, Nguyễn Kỳ Vị, Phạm Văn Nhân cùng mức án tù chung thân về tội giết người, 2 năm tù về tội tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Tổng hợp hình phạt, cả 4 bị cáo này phải chấp hành mức án tù chung thân. Bị cáo Trần Thanh Hiếu bị tuyên phạt mức án 1 năm tù, bị cáo Nguyễn Hoàng Huy bị tuyên phạt 9 tháng tù được hưởng án treo, 8 bị cáo còn lại bị tuyên phạt mức án 1 năm 6 tháng đến 18 năm tù giam. Thưa quý vị, liên quan đến vụ việc nam thanh niên bị cô ruột đầu độc bằng cyanua, mới đây vào ngày 5 tháng 7, Bệnh viện Lê Văn Thịnh, Thủ Đức, TP.HCM cho biết, nam nạn nhân NHBT, 18 tuổi, ngụ tại huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai bị tổn thương rải rác vùng vỏ não, phải tập vật lý trị liệu, theo dõi thêm và có thể xuất viện trong vài ngày tới.
Theo đó, vào tối ngày 22 tháng 6, bệnh nhân NHBT được gia đình đưa đến cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng hôn mê, ói, mất tri giác đột ngột. Được biết, theo bác sĩ Nguyễn Phạm Cao Khoa, khoa nội tim mạch lão học, Bệnh viện Lê Văn Thịnh cho hay, ngay khi tiếp nhận nạn nhân, các bác sĩ đã nhanh chóng đặt nội khí quản, cho bệnh nhân thở máy, sử dụng thuốc vận mạch. Dựa vào các triệu chứng ban đầu, các bác sĩ nghi ngờ bệnh nhân bị rối loạn nhịp tim. Trên bệnh nhân trẻ có thể do viêm cơ tim tối cấp hoặc rối loạn nhịp tim liên quan đến yếu tố gia đình nên đã nhanh chóng hội chẩn khoa nội tim mạch. Tuy nhiên, khai thác bệnh sử và diễn tiến của bệnh nhân T không phù hợp với chẩn đoán ban đầu. Sau đó, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân có thể nhiễm độc chất với tình trạng toàn chuyển hóa rất nặng, đi kèm với lactate máu tiếp tục tăng cao. Đây có thể là đặc điểm chồng lấn của cơn ngưng tim, ngưng thở của bệnh nhân. Nếu chuyển viện, nguy cơ tử vong trên đường đi rất cao. Bác sĩ Khoa cho biết, bệnh nhân nhanh chóng rơi vào tình trạng phù phổi, giãn đồng tử, lactate máu tiếp tục tăng cao dù đã được điều trị tích cực. Các bác sĩ cho rằng bệnh nhân có thể bị ngộ độc chất độc, nguy cơ cao nhất là ngộ độc cyanua gây ra tình trạng ngộ độc hô hấp tế bào, các tế bào không sử dụng được oxy. Cyanua hấp thu vào máu rất nhanh, có thể gây tử vong ngay sau đó, vì vậy phải cấp cứu trong thời gian vàng, không được phép trì hoãn. Ngay trong đêm, bệnh viện đã tiến hành hội chẩn với bệnh viện Chợ Giấy, nhưng do không có thuốc giải độc đặc hiệu nên bệnh nhân đã được sử dụng vitamin B12 để giải độc, đồng thời lọc máu với hai quả lọc hấp phụ để hấp thụ chất độc trong máu liên tục. Theo đó, sau 2 ngày kết quả xét nghiệm dịch dạ dày xác định, bệnh nhân bị ngộ độc cyanua. Tới sáng 30 tháng 6, tình trạng bệnh nhân T cải thiện, giảm liều thuốc vận mạch, đồng tử co nhỏ lại, lactate máu và toan chuyển hóa giảm. Kết quả chẩn đoán hình ảnh ghi nhận bệnh nhân T có tổn thương giải rác vùng vỏ não. Kết quả xét nghiệm dịch dạ dày xác định bệnh nhân bị ngộ độc cyanua. Hiện bệnh nhân đã ngưng thở máy, thở khí trời, tri giác tỉnh táo, nhận biết được người nhà và thực hiện được theo y lệnh. Sức cơ của bệnh nhân đang yếu nên đang được vật lý trị liệu. Bác sĩ Kiều Ngọc Minh, Phó Giám đốc Bệnh viện Lê Văn Thịnh cho biết, cyanua là chất độc cực mạnh, chỉ cần liều lượng 50-150mg có thể gây tử vong. Chất độc cyanua khi vào đến cơ thể có tốc độ hấp thu cực nhanh, ảnh hưởng trực tiếp đến hệ tiêu hóa, thần kinh, hô hấp, tuần hoàn, tử vong chỉ sau khoảng thời gian rất ngắn kể từ khi nhiễm độc. Với nồng độ rất nhỏ dưới ngưỡng 50mg, cyanua có thể gây tàn phế vĩnh viễn hoặc người bệnh có vấn đề về thần kinh, tiêu hóa, tuần hoàn, không thể chữa khỏi. Dù bệnh nhân đã tỉnh và tình trạng đang dần ổn định, nhưng chưa thể tiên lược được tình trạng của bệnh nhân vì theo hình ảnh học ghi nhận bệnh nhân có tổn thương não. Mức độ hồi phục tổn thương não của từng bệnh nhân là khác nhau. Những ca nặng có thể gây tổn thương não vĩnh viễn, nếu sống sót có thể sống thực vật hoặc liệt hoàn toàn. Bệnh nhân T có thể xuất viện trong vài ngày tới, nhưng trong sinh hoạt vẫn phải cần sự trợ giúp vì sức cơ còn yếu. Liên quan đến vụ việc, ngày 5 tháng 7, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đồng Nai cũng đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Hồng Bích, 38 tuổi, hiện sinh sống cùng nhà với nạn nhân NHBT về hành vi sát hại người. Các quyết định trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp phê chuẩn. Theo đó, Nguyễn Thị Hồng Bích khai nhận hành vi phạm tội của mình, nguyên nhân do mâu thuẫn trong sinh hoạt. Trước đó, từ tháng 10 năm 2023 đến tháng 5 năm 2024, 5 người thân của bệnh nhân T cùng chung sống trong một gia đình đã chết một cách bất thường. 5 người chết gồm ông Nguyễn Văn Hải, ngụ huyện Nhân Trạch, Đồng Nai, cùng 2 cháu ngoại, 1 cháu nội và 1 người con rể. Nguyên nhân chết đều có triệu chứng nôn ói, nhức đầu, chóng mặt, ngưng tim và rối loạn nhịp tim. Đáng chú ý, việc sử dụng chất độc cyanua đã từng gây ra những cái chết rất thương tâm và hung thủ phải trả cái giá đắt cho hành động của mình. Theo dõi vụ việc, luật sư Trần Minh Hùng, trưởng văn phòng luật sư gia đình, đoàn luật sư TP.HCM đã có những chia sẻ dưới góc nhìn pháp lý. Cụ thể, hiện nay, pháp luật quy định về việc kinh doanh hóa chất cyanua rất khắt khe. Tuy nhiên, việc mua bán hóa chất vẫn diễn ra và chưa được kiểm soát chặt chẽ. Bằng chứng là trong những năm trở lại đây, lực lượng chức năng đã liên tiếp ghi nhận những vụ việc bị đầu độc bằng các hóa chất, trong đó điển hình là cyanua. Luật sư Hùng cho biết, kinh doanh hóa chất cyanua là một ngành nghề rất khắt khe. Cá nhân, tổ chức muốn kinh doanh hóa chất độc hại phải đáp ứng các điều kiện kinh doanh như bảo đảm an toàn trong kinh doanh hóa chất, yêu cầu về cơ sở vật chất kỹ thuật trong sản xuất kinh doanh hóa chất phải phù hợp quy mô hoạt động và đặc tính của hóa chất, phải có cơ sở vật chất kỹ thuật, năng lực chuyên môn đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật áp dụng đối với sản xuất kinh doanh hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất kinh doanh có điều kiện, có giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất kinh doanh hóa chất. Theo ông, việc mua bán hóa chất độc cần có phiếu kiểm soát với sự xác nhận của cả bên mua và bên bán để làm cơ sở kiểm soát hóa chất độc lưu thông trên thị trường. Tuy nhiên, người bán không thể kiểm soát được mục đích sử dụng của người mua và người sử dụng hóa chất độc phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về mục đích sử dụng của mình. Luật sư Hùng chia sẻ, về việc vi phạm trong mua bán kinh doanh hóa chất không những bị phạt hành chính mà tùy trường hợp có thể bị xử lý hình sự. Căn cứ Điều 311 Bộ Luật Hình sự năm 2015 quy định,
người nào sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép chất cháy, chất độc thì bị phạt tù từ 1 đến 5 năm, phạt tù từ 2 đến 7 năm nếu gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của một người với tỷ lệ tổn thương cơ thể là 31-60%, gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của hai người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 31%-60%. Đối với việc mua bán sử dụng cyanua, Điều 312 Bộ Luật Hình sự năm 2015 quy định phạt tù từ 1 năm đến 5 năm tù nếu làm tử vong một người hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của một người với tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên, phạt tù từ 5 đến 10 năm nếu làm chết 2 người, phạt tù từ 10 đến 15 năm nếu làm chết 3 người trở lên. Ngoài vụ việc đầu độc cháu ruột bằng cyanua vừa xảy ra tại Đồng Nai, trước đó cộng đồng mạng đã không khỏi bàng hoàng trước vụ án tương tự. Hung thủ đã sử dụng phương thức tinh vi để đầu độc người nhà nhằm hưởng lợi. Cụ thể, vào năm 2019, vụ việc em họ thích anh rể và lên kế hoạch đầu độc người vợ khiến chị NTH, 29 tuổi, trú phường Bồ Xuyên, thành phố Thái Bình, hiện công tác tại Bệnh viện Phổi Thái Bình tử vong, gây xôn xao dư luận. Được biết, vào cuối năm 2019, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Thái Bình cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lại Thị Kiều Trang, sinh năm 1994, trú tại huyện Kiến Sương, tỉnh Thái Bình, để điều tra vụ việc. Tại cơ quan điều tra, Lại Thị Kiều Trang khai nhận do bản thân có quan hệ tình cảm với anh PVQ nên để che giấu mối quan hệ bất chính này, Trang thường qua lại với gia đình nhà chị họ. Tuy nhiên, sau đó người anh rể đề nghị Trang chấm dứt mối quan hệ. Thế vậy, đối tượng không đồng ý chia tay và nảy sinh ý định đầu độc vợ của anh rể là chị DTI, 30 tuổi. Tại tòa án, đối tượng khai nhận đã mua chất độc trên mạng, sau đó bơm vào cốc trà sữa được nạn nhân dùng. Theo đó, vào ngày 17 tháng 7 năm 2020, sau phần nghị án, Hội đồng xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Lại Thị Kiều Trang, người đã bơm chất kịch độc cyanua vào trà sữa để đầu độc chị họ vì tình, mức án tử hình về hành vi sát hại người theo khoản 1, điều 123 Bộ Luật Hình sự. Thưa quý vị, gần đây trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài gần 3 phút ghi lại cảnh hai xe buýt rượt đuổi nhau trên quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn thị trấn Diễn Châu, Nghệ An. Trong clip, xe buýt của công ty Đông Bắc và công ty Thạch Thành liên tục chèn ép nhau, xe trước không cho xe sau vượt lên. Nhiều đoạn cả hai xe cùng đánh võng từ làn phía trong ra làn phía ngoài để chèn ép và vượt nhau. Trong khi đó, lưu lượng các phương tiện giao thông trên đường thời điểm này rất đông. Sau khi vào cuộc xác minh, cơ quan công an nhận thấy vụ việc có dấu hiệu của tội gây rối trật tự công cộng nên đã tạm giữ hình sự hai tài xế xe buýt để tiếp tục điều tra làm rõ. Lãnh đạo Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Nghệ An cho biết, liên quan đến vụ việc hai chiếc xe buýt rượt đuổi chèn ép nhau trên quốc lộ 1A gây xôn xao dư luận vài ngày qua, Công an huyện Diễn Châu đã ra quyết định tạm giữ hình sự hai tài xế để phục vụ điều tra làm rõ. Cụ thể, sau khi nhận phản ánh về vụ việc hai chiếc xe buýt Thạch Thành và xe buýt Đông Bắc rượt đuổi cũng như chèn ép nhau trên quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn huyện Diễn Châu, Nghệ An, Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Giao thông phối hợp với Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Diễn Châu vào cuộc xác minh làm rõ. Vụ việc đã được chuyển cho Công an huyện Diễn Châu tiếp tục điều tra để xử lý nghiêm theo quy định. Trạm Cảnh sát Giao thông Diễn Châu đã mời hai tài xế buýt lên để xác minh làm rõ sự việc. Trước đó, vào sáng mùng 2 tháng 7, chiếc xe buýt của công ty Đông Bắc và công ty Thạch Thành liên tục chèn ép nhau trên quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn thị trấn Diễn Châu, huyện Diễn Châu, Nghệ An. Nhiều đoạn, cả hai chiếc xe cùng lạng lách chạy từ làn phía trong ra bên ngoài để chèn ép nhau. Quãng đường hai chiếc xe buýt này chèn ép nhau kéo dài khoảng 1 km trên quốc lộ 1A. Sự việc xảy ra đã khiến những chiếc xe đi phía sau sợ hãi không dám vượt lên vì sợ xảy ra tai nạn. Chiều ngày 3 tháng 7, đại diện hãng xe buýt Đông Bắc cho biết sau khi nhận được phản ánh thông tin tài xế xe buýt của hãng này có hành vi chèn ép, rượt đuổi nhau với một chiếc xe buýt của hãng khác, phía công ty đã yêu cầu tài xế làm bản tường trình sự việc, đồng thời tạm đình chỉ công việc đối với tài xế này để làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định của công ty. Danh tính hai tài xế có hành vi điều khiển xe buýt chèn ép, rượt đuổi nhau được xác định là Lê Tuấn Hát, 31 tuổi, trú tại phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh, lái xe buýt hãng Đông Bắc, và tài xế Lê Thanh Tê, 40 tuổi, quê xã Thanh Chi, huyện Thanh Chương, Nghệ An, lái xe buýt hãng Thạch Thành. Làm việc với cơ quan chức năng, hai tài xế khai nhận nguyên nhân dẫn đến việc rượt đuổi chèn ép nhau trên quốc lộ 1A xuất phát từ việc cả hai tranh giành khách. Khi đoạn clip trên được đăng tải, rất nhiều người đã chia sẻ và lên án hành vi của hai tài xế. Nhiều cư dân mạng bày tỏ sự bất bình trước hành vi coi thường pháp luật, coi thường tính mạng hành khách và người tham gia giao thông của các tài xế này.
Tương tự như sự việc trên, trước đó vào ngày 6 tháng 5 cũng bắt nguồn từ mâu thuẫn trong việc tranh giành khách tại ga tàu hỏa. Một tài xế xe ôm công nghệ đã dùng kéo kim loại tấn công tài xế xe ôm truyền thống tử vong tại ga tàu Hải Phòng. Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hải Phòng cùng các cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra xác minh, làm rõ. Khoảng 17 giờ 45 phút ngày 1 tháng 5, Trịnh Văn Chính, sinh năm 1998, trú tại thôn Nhân Vực, xã Đoàn Lập, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng, làm nghề xe ôm công nghệ, đi vào sân ga tàu hỏa Hải Phòng đón khách, đặt xe qua ứng dụng, thì bị ông Đỗ Ngọc Khờ, sinh năm 1976, trú tại số 29/80 Lương Khánh Thiện, phường Cầu Đất, quận Ngô Quyền, Hải Phòng, làm nghề xe ôm, chửi bới, không cho Chính đỗ xe, bắt khách ở khu vực ga. Chính cãi lại ông Khờ, rồi điều khiển xe ra cổng, thì ông Khờ đuổi theo, giật mũ bảo hiểm của Chính, làm quai mũ xiết vào cổ Chính và đứt quai. Chính đấm vào vai ông Khờ một cái rồi điều khiển xe ra đường Lương Khánh Thiện, đứng đợi khách. Sau khi Chính chở khách về số 88 Nguyễn Văn Linh, Lê Chân, Hải Phòng, thì quay lại khu vực cổng ga tàu hỏa Hải Phòng, gặp ông Khờ để nói chuyện giải quyết mâu thuẫn. Lúc này, ông Khờ vào quán nước gần đó lấy một điếu cày ra, vụt vào vai Chính. Chính bực tức lấy một kéo kim loại trong túi đeo trước ngực tấn công mạnh vào ông Khờ. Sau đó Chính cầm kéo bỏ chạy đến khu vực đường tàu Trần Nguyên Hãn thì bị lực lượng HP22 công an quận Lê Chân bắt giữ. Ông Khờ được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp, đến 6 giờ 10 phút ngày 2 tháng 5 thì tử vong. Trước đó ngày 26 tháng 3, mạng xã hội cũng xôn xao trước clip ghi lại cảnh hai tài xế điều khiển xe ô tô con màu đỏ, bất chấp nguy hiểm, liên tục lạng lách, tạt đầu, chen ép nhau trên đại lộ Thăng Long, đoạn qua quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Sáng 1 tháng 4, một chỉ huy đội cảnh sát giao thông đường bộ số 11, công an thành phố Hà Nội cho biết, đơn vị đã xác minh clip hai ô tô rượt đuổi, chen ép nhau trên đại lộ Thăng Long, đoạn qua quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Vào ngày 26 tháng 3, một đoạn clip ghi lại cảnh hai tài xế điều khiển ô tô con màu đỏ, bất chấp nguy hiểm, liên tục lạng lách tạt đầu, chen ép nhau trên đại lộ Thăng Long đã được lan truyền trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý của dư luận. Theo hình ảnh từ camera hành trình của một phương tiện khác lưu thông trên tuyến đường, vụ việc xảy ra vào khoảng gần 7 giờ sáng. Hai chiếc ô tô con màu đỏ bất ngờ tăng tốc vượt lên và liên tục thực hiện hành vi lạng lách tạt đầu, chen ép nhau, gây nguy hiểm cho bản thân và các phương tiện khác tham gia giao thông. Ngay sau khi được đăng tải, đoạn clip đã nhanh chóng lan truyền và khiến cộng đồng mạng phẫn nộ. Nhiều người bày tỏ sự bức xúc trước hành vi coi thường pháp luật và xem thường tính mạng của người khác của hai tài xế. Tình trạng cạnh tranh không lành mạnh trong vận tải hành khách không chỉ gây mất an ninh trật tự mà còn gia tăng nguy cơ mất an toàn giao thông và gây bức xúc cho hành khách. Do đó đòi hỏi phải có cơ chế xử lý thích đáng. Thứ nhất, khuyến cáo hành khách nên vào bến mua vé hoặc đặt vé qua điện thoại, không nên bắt xe dù tại các bến góc gây mất an toàn giao thông và vô tình tạo nên hiện tượng tranh giành khách giữa các nhà xe. Thứ hai, Sở Giao thông Vận tải và các ban ngành liên quan có cơ chế ban hành văn bản yêu cầu lãnh đạo các bến xe, đơn vị vận tải hành khách phải đặc biệt quan tâm đến sự an toàn của hành khách, đồng thời ứng xử văn minh lịch sự với hành khách, các nhà xe chạy cùng tuyến. Thứ ba, kịp thời phát hiện và ngăn chặn xử phạt thích đáng với những hành vi vi phạm đe dọa lôi kéo tranh giành hành khách. Với những nhà xe không đảm bảo đủ các điều kiện kinh doanh vận tải và có những ứng xử thiếu văn minh, có biểu hiện xã hội đen thì kiên quyết dừng hoạt động. Thứ tư, lực lượng của Thanh tra, Sở Giao thông Vận tải thường xuyên kiểm tra, tuần tra, kiểm soát trên đường và tại các bến xe nhằm sớm phát hiện, ngăn chặn xử lý những vi phạm của các nhà xe. Sở Giao thông Vận tải cũng công khai các số điện thoại đường dây nóng của Sở trên cổng thông tin của tỉnh, thường xuyên kiểm tra hành trình camera giám sát qua hệ thống giám sát hành trình của Cục Đường bộ Việt Nam. Hiện nay, việc bùng nổ các phương tiện vận tải hành khách đã dẫn đến sự cạnh tranh sống còn giữa các doanh nghiệp vận tải khi cung vượt cầu. Chính vì đó nảy sinh ra vấn nạn đe dọa lôi kéo tranh giành hành khách của nhau để kiếm cơm. Tuyến vận tải phía Bắc trong thời gian gần đây liên tục xuất hiện hiện tượng cạnh tranh khách theo kiểu xã hội đen như tuyến Hà Nội-Hải Phòng, Hà Nội-Nam Định, Hà Nội-Quảng Ninh, Hà Nội-Hòa Bình. Nguyên nhân xuất phát từ công tác quản lý của các đơn vị tham gia khai thác tuyến còn lỏng lẻo, công tác giáo dục ý thức của người lái xe và cả nhân viên phục vụ chưa được doanh nghiệp quan tâm đúng mức. Hầu hết các nhân viên và cả lái xe không chấp hành quy định đeo thẻ, mặc đồng phục khi làm nhiệm vụ. Ngoài ra, nguyên nhân cũng xuất phát từ việc cung đã vượt cầu. Một số bến xe, đơn vị vận tải bố trí các xe chạy các tuyến liên tỉnh hoặc văn phòng đại diện trung chuyển khách chưa được hợp lý. Chính vì thế, các nhà xe sẽ tìm đủ mọi cách như thuê người đứng ở cổng bến xe, bắt khách dọc đường để có được khách và từ đó tình trạng hỗn loạn xảy ra gây mất trật tự an toàn giao thông. Từ đó dẫn đến rất nhiều vụ ẩu đả, đánh nhau, gây hậu quả nghiêm trọng về người và tài sản.
Thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình của chúng tôi. Những thông tin mới nhất liên quan sẽ được chúng tôi cập nhật và gửi đến quý vị trong những video tiếp theo. Cảm ơn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.